Ôi ôi, cái cây bự dữ không? Thằng cây đi hết nổi rồi không? Còn đi thăng thả quá chứ. Dạ. Khỏe ha. Dạ. Ôi, ôi, dao. Cô đồng mình đi chung với sướng hả chị con? Dạ đúng rồi cô. Phải không? Dạ. Đi đây. Đâu qua đây hả? Dạ con đi giếng gì là đi đóng bản Nam Mô A Di Đà Phật nè. À. Bấm theo đường này nè cho bà con đi nhớ niệm Phật. Mấy bữa rồi bà thơ? Dạ mới là bữa nay. Vậy hả? Bà dạ, diễn dạ. Mới lên bữa nay à. Dạ. Chút con vô động Thiên Liên nè, có đóng ngoài này vô, để đi ngoài ngoài đóng vô dài vô cái. Dì cũng đi vô Thiên Liên nè. Dạ. 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 Lâu quá gặp bà con ha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em và các bạn, thì hiện nay là Hoài Thương đã có mặt tại núi Cấm. Quý vị thấy đây là động Thiên Liên đó quý vị. Ở nơi đây thì có một cái bàn chân tiên rất là đặc biệt. Chú có làm cái bản, chú mới hỏi chứ ở Hoài Thương đó là bây giờ là ví dụ mình muốn làm một cái bản niệm Nam Mô Di Đà Phật cho bà con người ta để mà đi đường hay này kia ta nhìn vô, hoặc là để dán nhà ta thì ta nhớ là niệm Phật đó. Bởi vì cái thơ quý vị là niệm Phật một câu là phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa. Thì hôm nay là chú là cũng có làm cái bản này, và hôm nay là Hoài Thương cũng như kết hợp với chú đi lên trên núi Cấm thì Hoài Thương đóng và cũng như dán lên trên cái đường đi thì bây giờ chúng ta hãy cùng đóng cái chỗ này trước nha. Đây là cái chỗ mà động Thủy Liêm đó, thì lên trên núi này thì mọi người thấy rằng đó cái bản niệm Phật này đẹp lắm quý vị. Đây cái bản niệm Phật này quý vị thấy rõ không anh? Rõ 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 ha. Quá ok nha quý vị. Ở sau này thì làm một cái keo đó mà dán vô gạch tường này kia, nhưng mà vô những trong này thì không có dán gạch tường được, vì vậy đó là phải đóng đinh quý vị. Hồi nãy đi nãy mua mấy ngàn đinh đến đinh mấy ngàn ta nãy bốn ngàn đinh nha. Bốn ngàn đinh nhiêu quý vị? 100 gram á. Ủa này muốn mượn nha quý vị. Dưới đi, ở dưới hay. Đẹp tuyệt vời, được không anh? Ok, nhìn ok rồi. Nhìn rõ rồi. Ok, rồi em hả quý vị? Ta tiếp tục đi vào trong này nha quý vị. Rồi, vậy tiếp tục mình đi thôi anh ơi. Cái này mình tìm một cái gì đó chỗ nào mà trống trống mà kia như rồi khi người ta đi á, nhìn lên là thấy được anh Sơn ha. Cái này mình cũng trường ít lại để mà mình xuống dưới chỗ mà chùa Phật lớn khuôn viên đó. Là mình vòng vòng hội Thủy Liêm này kia mình dán rồi gì lên cái gì. Đây phía trước này có một cái cây. Chúng ta lên trên này chúng ta đóng vô. Cây bị như bẩn nè. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lạnh tâm, chẳng ai chịu khó niệm thành thử coi. Trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sau đến việc đã tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành,
chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. À, kính thưa quý vị, bởi vì là niệm Phật đó là một cái nhân duyên lành để giúp chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp, và cũng như đó là có một cái gì đó để cho chúng ta nảy mầm lên trong cái con người của chúng ta với pháp bảo. Búa này búa mượn quý vị. Chứ thật sự ra là mình đi lên đây là không có búa, không mượn ở chỗ cái quán ăn này nãy. Mượn nhớ trả được rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy có tặng cho ông chủ quán đó bả niệm Phật này luôn. Ông đi đây đi xuống không anh Sơn? Ừ, đi thẳng vô trong luôn. Thẳng ở trong có đường đi xuống. Có bàn chân tiên. Bàn chân tiên đó là nghe nói là hình như là khi xưa là có các vị tiên xuống đây này kia gì đó ha. Đó, bự kia lắm, giống như bàn chân trái. À, bàn chân trái hả? Bự không anh? Ừ. Mùa này có nước không anh? Suối á? Có, mùa này nước nhiều lắm đó nha. À, quá đẹp luôn rồi quý vị ơi. Đó, cái đoàn khách nãy đang tắm dưới. À, cái đoàn khách nãy mình đi gặp đó hả? Ừ. Hồi lúc trước em có tắm ở đây một lần. Cũng lạnh như lắm luôn đó. Đây động Thiên Liên, tức là như là khi xưa là của Tài Thiên Thánh ở đây không vậy? Có ngộ không á? Cái động Thiên Liên của Tài Thiên này. Dạ. Động Thiên Liên Việt Nam nghe, chứ không phải động Thiên Liên Trung Quốc à. Đúng rồi, động Thiên Liên Việt Nam. Có, còn chạy xe. Dạ. Nhưng mày cũng có quay nữa. Không, con nó quay đâu. Con chạy xe không mà. Không, không định ta ở trên núi nè. Dạ. Sắp tới con đi Tà Lơn nữa nè. Số mùng 2 là con đi Tà Lơn. Campuchia, Tà Lơn, bên Đông Cử Đa, cửa tạo này kia bển á. Đi xe bự hả? Dạ, đi xe 45 chỗ. Dạ. Mấy cô đi chừng nào về mấy cô? À, nó đủ đi về nha. Mình đi dài xuống dưới đó cho anh ha. Quay nè, quay nè. Dạ. Yeah.
Đó nhà bếp của ta. Có tắm không anh? Thôi lạnh quá. Mà đó em vô trong đó em tắm luôn á. Có bàn canh tiên với em thấy không? Em vô giống thâu ta. Chẳng hả? Không, cửa không sâu mấy đâu. Bàn canh tiên hồi xưa gõ lắm đâu anh Sơn. Gõ cho nó hơi mờ rồi. Dưới á, dưới á. Dưới cho thấy. Được cái này. Bên trái bên phải sao? Như bên trái vậy chứ coi. Thì coi cái ngón cái nó bự nằm chỗ nào? Bên trái bên này. Ừ. Nè anh bằng đi nè. Mấy cái? Một cái hả? Ta nói có người như nó là bên này bằng ngăn trái bên kia bên của tô bên phải gì á. Biết phải không biết? Ừ, ta nói vậy sao? Ta nói vậy sao anh biết rồi? Cái này quay con gõ luôn sao? Dò mình rồi. Anh để cho thử rồi. Dò tôi nhỏ. Nhỏ hơn. Bằng chân tiên người ta mà sao mình xui rồi. Bằng chân tiên thiệt. Bàn chân của người khổng lồ mà nó dễ gì. Đó anh thấy không? Đâu anh vô anh để thử anh sao? Để chân đi, chân thử đi. Trái á, phải trái á. Trái hả? Con trái bự bên dưới đó thấy không? Con trái nằm ở trên đó, đó đúng rồi đó. Trái gấp đôi, gấp mấy lần người mấy lần không? Vô hai chân người lớn à. Dạ. Ba cái luôn. Bằng chân tiên. Dạ, bằng chân tiên nấu tắm. Ngón cái nè. Rồi có ngón cái nè. Ngón cái nè. Cái là giữa gì nè. Đây má. Cái má này á sâu ở dưới nè. Đúng rồi, cái dầu nè. Dạ, cái rõ nha. Hồi xưa như sự không tắm ở trong cái đó. Cho nó tắm được. Rồi tới chổng luôn á. Đúng rồi. Có lần vô tới chổng luôn mà. Rồi mới có suối này mới có nước nhiều nữa. Mấy năm hết ta. Mỗi lần mùa khô nó nên. Chảy mà chảy đúng không? Dạ. Mùa mưa chắc chảy. Rút. Đúng rồi. Nước này mà xài được không hết. Nước này người ta chỉ xài rút anh Sơn. Nước này hả? Trên núi nhà cái nước này là quý lắm rồi. Có đâu, ít có ai xài lắm. Đâu ai xài đâu. Có tắm rửa thì thôi được rồi. Chứ không có sử dụng. Xài trên đẩy. Không, đâu có sử dụng nước này được. Đi muốn vô chổng á thì đi cặp mé này nè. Mé đi được ha. Cặp mé này vô chổng. Tay đi tay cầm được không đó cái trời. Hai tay chỉnh mới được cái nha. Cổng nước dữ luôn. Ở giờ tới trong ông đứng như đó chăng đó. Tắm nước mắc cười à. Đã đó anh ơi. Cái nguồn nước này giống như là nước của cái hồ cá lớn á. Chỗ cái hồ cá bự đó. Nó có cái mạch trước chẳng đây nè. Là chỉ là chỉ mình xuống tắm rửa thôi chứ không có sử dụng gì được hết. Thử cây rồi. Thử cây bình thường.
bốn kính để được thành lên độ độ liền gì xấu gì. Chơi cho nó nổi lên mà. Oh my god. Cái này chụp hình là nổi lên cầu màu đỏ thôi. Dạ. Ủa cái bên này đi đâu nữa ta? Xuống Bắc Tiên. Đi Bắc Tiên hả? À đi Bắc Tiên chỗ Trần Công Đức đó. Đi bộ qua bển, xa lắm. Đi Bắc Tiên đi đường kia, đi đường kia chứ không đi. Đi đường kia, đi đường xe. Dạ. Đây đường bộ. Rồi vậy thì quay thương chút xíu nữa sẽ lên trên đó rồi quay cái chánh điện chúng ta cùng xem nha. Thì lên trên bảo niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật tiêu tan chứa nghiệp, bệnh tật tiêu trừ, đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên công việc gì tài khác. Rồi đẹp. Ở trên kia nhìn qua là thấy rồi. Thấy nhỉ. Ừ. Đoạn mình đâu đi cô? À, ở Long Xuyên mà dưới Long Xuyên. Cái gần tới Phạm Hòa không? À, hay dưới, cái này? Dưới Long Xuyên đường xuống Cải Sơn Tầm Bó. Con đi chở Hoài Thương đi đó hả? Dạ. đi không nổi mà đi ba mấy tuổi tới giờ bảy mấy rồi á. Đi qua. Đi đoạn đi bộ đi không đi xe hả? Đoạn ơi, qua nước Cà Lơn mà đi nước lộ bộ từ trên nước lộ lên. Đoạn đây đi bộ luôn. Ừ, đi bộ luôn. Ở đây đâu có. Mình dầm yếu giò mình chỗ nào mà xa quá mình đi xe nước đi bộ. Dạ.
Để nãy giờ lên đây mình lâu lắm đợi. Dạ, quay cho bà con xem luôn. Để em quay luôn. Dạ. Về mở coi coi đã luôn. Dạ. Dạ. Đây, đây cửa sơn thần Thủy Liêm đâu. Trong chánh điện thì có thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vi. Đây là cung thỉnh của Quyền Thất Tổ. Cung thỉnh tam tập lục độ. Cung thỉnh của Quyền Chánh Hộ. Rồi, như vậy thì Hoài Thương cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta đã xem video. Để tiếp tục cuộc hành trình của mình sẽ đi gián tiếp những cái chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật này. À, quý vị, rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Và xin chào hẹn các bạn trong những video tiếp theo.